Một mục sư người Nam Phi tuyên bố rằng ông này có thể chữa lành mọi vết thương, ban đủ loại may mắn bằng cách xì hơi vào mặt mọi người. Mục sư Rick Benelope, một người tự xưng là con của Chúa, đã đăng tải những bức ảnh chữa bệnh lên mạng xã hội và tự tin cho biết có thể làm lành mọi vết thương và đem đến may mắn cho toàn thế giới. Nhưng khi nhìn vào ảnh, cư dân mạng chỉ thấy ông này đang ngồi lên mặt mọi người và xì hơi. Ông tự tin phát biểu rằng, ta chỉ cần xì hơi vào đầu và gần lỗ mũi người bệnh để giải phóng những thứ thiêng liêng trong cơ thể mình, để phép lạ làm nốt việc còn lại. Chẳng thế mà hàng chục giám đốc doanh nghiệp, doanh nhân chấp nhận xếp hàng tận 2 tháng trời chỉ để được ông ngồi lên đầu và hít hà khí thiêng. Họ tin rằng hành động này có thể giúp doanh nghiệp của họ phát triển và trở nên giàu có hơn. Những kẻ kém may mắn không được Penelope ngồi lên mặt sẽ luôn cố gắng thu thập những phát xì hơi của thánh nhân trong hộp đựng mang theo để có thể hít hà trước những buổi họp, những buổi thầu dự án quan trọng. Mặc dù vậy, một số người đã kinh hãi trước màn trình diễn xì hơi và quyết định rút khỏi nhà thờ. Còn bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé!